Các bác sĩ cho biết, người bị bệnh tuyến giáp có tới 20-60% bị bỏ sót không được chẩn đoán. Để giúp bạn biết mình có bị bệnh tuyến giáp nào không, bác sĩ Vũ Thị Duyên, chuyên khoa nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng sẽ chỉ ra 10 dấu hiệu của căn bệnh này trong video sau đây. Bạn đã biết tuyến giáp ở vị trí nào trên cơ thể chưa? Hãy quan sát trên cổ của mình, tuyến giáp có hình con bướm ở cổ, ngay phía trên xương đòn của bạn. Đây là một trong các tuyến thuộc hệ nội tiết, sản xuất ra hormone, đóng vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động một số cơ quan trong cơ thể như tim mạch, thần kinh, tiêu hóa. Bệnh lý tuyến giáp khá đa dạng, tùy theo loại bệnh và lứa tuổi mắc bệnh mà người bệnh sẽ có biểu hiện và mức độ bệnh khác nhau. Đối với người trưởng thành, triệu chứng bệnh dễ nhận biết và nếu được điều trị kịp thời thì hầu như đều có thể sống khỏe mạnh bình thường. Nhưng đối với trẻ sơ sinh, nếu bị suy giáp ngay từ khi sinh ra mà không được bù hóc môn kịp thời, sẽ để lại di chứng trên hệ thần kinh. Trẻ bị trì độn, kém phát triển thể chất và tâm thần. Hãy quan sát trên cơ thể, nếu có một trong 10 dấu hiệu sau đây, rất có thể bạn đang mắc bệnh lý liên quan đến tuyến giáp. Biểu hiện rõ ràng nhất khi mắc các bệnh về tuyến giáp là biếu cổ hay cổ to, thường đi kèm với tình trạng thiếu iốt, từ đó khó hô hấp hay khó khăn khi nói. Đau cơ xương khớp cũng là một trong những triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp. Đối với bệnh suy giáp, bạn sẽ thấy tê ngứa cánh tay do lượng hormone tín hiệu bị thiếu dẫn đến việc não gửi thông tin đến các cơ chậm hơn bình thường. Còn đối với cường giáp, người bệnh rất dễ bị cứng khớp, chân tay khó phối hợp khi cần. Bạn có nghĩ tắc dụng hay sơ gãy là dấu hiệu của bệnh lý tuyến giáp? Tưởng là không liên quan mà lại rất mật thiết đó. Khi bạn bị suy giáp, tóc sẽ giòn, sơ, dễ gãy và da trở nên khô, bong chóc. Do rối loạn hormone tiết ra nên tóc không được nuôi dưỡng và khó tăng trưởng. Một dấu hiệu mà chị em phải chú ý đó là rối loạn kinh nguyệt. Bệnh lý về tuyến giáp khiến nồng độ hormone trong cơ thể bị thay đổi, khiến chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn. Quá trình thụ tinh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí có thể gây vô sinh. Giảm ham muốn là dấu hiệu của bệnh lý tuyến giáp. Vì sao? Vì nó làm mất cân bằng nội tiết estrogen, khiến người bệnh không còn muốn ham muốn và vô sinh. Nếu bạn có chỉ số cholesterol vẫn cao thì cũng đừng bỏ qua đi khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp, vì người có bệnh lý tuyến giáp thường có tỷ lệ cholesterol thất thường. Hệ tiêu hóa của bạn hay gặp vấn đề thì hãy nghĩ tới bệnh lý tuyến giáp nhé. Vì người bị bệnh suy giáp thì sẽ dễ bị táo bón, còn người bị cường giáp thì thường bị tiêu chảy và đau bụng. Huyết áp tăng cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tuyến giáp. Vì khi bị rối loạn tuyến giáp, cường giáp khiến huyết áp bị chậm, còn suy giáp khiến huyết áp tăng nhanh. Mệt mỏi, trầm cảm, lo âu liên quan thế nào đến bệnh lý tuyến giáp? Khi mắc các bệnh về tuyến giáp, hormone bị suy giảm, giống như cơ thể không được thúc đẩy hoạt động, từ đó bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi. Đặc biệt, cường giáp còn có thể khiến bạn mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Một dấu hiệu cuối cùng cảnh báo bệnh lý tuyến giáp là bạn bị thay đổi cân nặng. Những người bị cường giáp sẽ dễ sụt cân, mặc dù bạn luôn có cảm giác đói. Ngược lại, những người mắc bệnh suy giáp lại rất dễ tăng cân, mặc dù bạn luôn cảm giác chán ăn. Vì thế, nếu cân nặng của bạn bị thay đổi thất thường, rất có thể bạn đã bị mắc bệnh về tuyến giáp. Chúng ta đã đi đến dấu hiệu cuối cùng của bệnh lý tuyến giáp. Ở người trưởng thành từ 18 đến 65 tuổi, cứ 3 người sẽ có 1 người mắc bệnh tuyến giáp. Càng nhiều tuổi hơn, đặc biệt là phụ nữ thì bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Vì thế, nếu bạn có một trong những dấu hiệu trên hoặc đã nghi ngờ có bệnh về tuyến giáp thì hãy đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Vì trên thực tế, các bệnh về tuyến giáp có thể hoàn toàn được chữa khỏi và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bạn. Chúc bạn sức khỏe! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.